À, à, kính thưa chủ tọa đoàn, à, kính thưa tất cả các đồng nghiệp, Hôm nay thì tôi rất là vinh dự. À, trước hết là tôi xin cảm ơn uh, ban tổ chức, à, giáo sư Ngô Quý Châu, phó sư Vũ Văn Giáp đã cho tôi cơ hội uh, được đứng đây để trình bày về một cái kỹ thuật mà uh, giữa một cái môi trường đa số là anh em nội khoa, cái <laughs> gì cũng có cung cấp một cái một cái góc nhìn khác một cái giải pháp khác về cái tổn thương mà vừa rồi tôi nghe thì tôi thấy phải nói là rất là ấn tượng với những cái tiến bộ của cái nội khoa can thiệp trong những cái lĩnh vực mà từ trước đến nay mình nghĩ rằng là nó chỉ là cái lĩnh vực của ngoại khoa thôi. Tuy nhiên là ở trong cái bệnh lý tổn thương khí phế quản ấy thì như là phó sư nguyễn thanh hồi nói. Ấy, phẫu thuật nó có những cái giá trị nhất định và phải nói rằng cái phẫu thuật khí phế quản trước đây khi mình chúng ta nghe đến phẫu thuật khí phế quản thì chúng ta nghĩ đến một cái phẫu thuật mà nghĩ rằng nó hết sức khó khăn, nó hết sức nặng nề thì trên thực tế thì với những cái tiến bộ của ngoại khoa cũng tiến bộ song song cùng với nội khoa thì uh, tôi có thể nói rằng là cái phẫu thuật khí phế quản hiện nay uh, nó cũng có thể uh, trở thành một cái phẫu thuật tiến hành hết sức thường quy nhẹ nhàng và nó cho kết quả trước mắt uh, hết sức tốt và đặc biệt là kết quả lâu dài nó rất là ổn định <laughs> um. Uh, trước hết là tôi nói về cái giải phẫu khí phế quản thì có lẽ là cũng hơi thừa vì ở đây các chuyên gia chúng ta cũng nắm được cả rồi uh, uh, chỉ có một cái là chúng tôi muốn nói rằng là cái uh, cấu trúc của uh, phế quản nó có khí quản nó có một vài cái uh, đặc thù nghĩa là nó có liên quan rất chặt chẽ với uh, nhiều cái tổ chức sống còn của cơ thể uh, và cái về mặt mạch máu ấy, thì nhiều nguồn nuôi nhưng nhìn chung là khá nghèo nàn Ờ, chính vì vậy nó mang lại những cái nó 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 đưa đến những cái khó khăn trong cái phẫu thuật khí quản nó là cái vị trí giải phẫu nó gần các mạch máu lớn và các cơ quan sống còn khác cho nên là cái vấn đề phẫu tích nó cũng tương đối là nguy hiểm và khó khăn cái thứ hai là cái tưới máu nghèo nàn nhất là phần sụn cho nên khả năng liền kém cái thứ ba là cái đoạn khí quản cắt bị giới hạn và cho đến nay thì không có bất cứ một cái vật liệu sinh học cũng như là nhân tạo nào có thể thay thế được cái cái khí quản cả ví dụ như là mạch máu ví dụ như xương như khớp vận van tim là có tất cả đều có pote nhưng mà khí quản thì không có pote để mà thay thế và cái này nó chính là cái giới hạn lớn nhất của ngoại khoa trong cái phẫu thuật khí khí quản còn cho đến nay chúng tôi có thể nói rằng là ở bất cứ vị trí nào với cái tính chất tổn thương như nào chúng tôi cũng có thể giải quyết được nhưng cái chiều dài của khí quản. Đây là một cái giới hạn có lẽ cuối cùng mà chúng tôi về ngoại khoa là không thể vượt qua được. Thế còn một cái khó khăn nữa là cái đảm bảo cần phải đảm bảo cái sự thông khí an toàn và liên tục trong quá trình phẫu thuật trên đường thở. Tất cả những cái yếu tố này nó tạo nên uh, um, cho cái phẫu thuật khí quản uh, là một cái phẫu thuật tương đối khó khăn uh, trước đây trong lịch sử. Thế thì uh, vì những cái khó khăn đó ấy, thì một cái phẫu thuật viên lồng ngực phải nói là huyền thoại của anh là Ronnie Bensay năm uh, 1950 năm đã phải cảm thán rằng là cái khí quản đoạn ngực nó là cái nó gọi là cái cơ quan đơn lẻ tức là unpaired organ cuối cùng trong cơ thể mà có thể được chinh phục bởi phẫu thuật viên. Và khi chúng ta có thể chinh phục được nó thì có lẽ đấy là cái mốc cuối cùng của cái giai đoạn bùng nổ trong phẫu thuật. Thì thực tế là uh, đến từ khoảng độ năm 1960 thì cái phẫu thuật khí quản bắt đầu bùng nổ. Uh, về chỉ định uh, phẫu thuật thì cái cho đến nay thì uh, cắt đoạn và tái tạo khí quản vẫn là cái biện pháp điều trị tối ưu cho uh, những cái tổn thương khí quản có triệu chứng, uh, những cái tổn thương lành tính, ví dụ như tổn thương uh, sẹo hẹp sau mở khí quản hoặc đặt nội khí quản, các cái tổn thương uh, lành và các cái u lành tính, cái triệu chứng của nó là cái gây hẹp và khó thở và ngoài ra thì là các cái tổn thương ác tính khác uh, hoặc nguyên phát hoặc là thứ phát và uh, một cái xử lý nữa là xử lý trong chấn thương. Và cái chỉ định mà sẹo hẹp sau mở khí quản hoặc đặt nội khí quản vẫn là cái chỉ định mà phổ biến nhất cho đến nay trong cái phẫu thuật mà tái tạo khí quản. Và cái phẫu thuật ấy, thì một số trường hợp nào thì nên trì hoãn. Ví dụ như là cái bị viêm nhiễm nặng ở cái vị trí dự kiến cắt khí quản, bệnh nhân đang sử dụng corticoid liều cao và toàn trạng bệnh nhân không cho phép, đặc biệt là về mặt chi giác của bệnh nhân không cho phép bệnh nhân phối hợp tốt với phẫu thuật viên bởi vì sau mổ là bệnh nhân bắt buộc là phải ho khạc phải phải vận động được tốt thì nếu mà thứ nhất là những cái bệnh gốc của bệnh nhân để cho bệnh nhân phải mở khí quản nó vẫn tồn tại hoặc là cái tình trạng ví dụ như bệnh nhân sau chấn thương sọ não hoặc những bệnh nhân ở trạng thái động kinh thường xuyên là không không thể phối hợp được thì những cái trường hợp này là những trường hợp mà bệnh nhân không có khả năng hợp tác sau mổ thì chúng ta cũng trì hoãn và cái giải pháp mà xử lý ban đầu cho những bệnh nhân này thì có thể làm uh, nhường cho các nhà nội khoa tôi nói này thì nó cũng hơi tức là đó là những cái, cái nong nhiều lần bằng nội soi ống cứng hoặc là mở khí quản hoặc đặt ống chữ t Đấy, còn bây giờ thì chỗ phó sư giáp với phó sư hồi cũng đã có nhiều những cái biện pháp khác nó tốt hơn Uh, về cái chỉ định u uh, khí quản nguyên phát thì phổ biến nhất là squamous cell carcinoma và adenocystic carcinoma. Còn ngoài ra thì uh, các cái uh, tổn thương khác thì uh, cũng có tương đối nhiều nhưng mà uh, cái tỷ lệ nó thấp. Thì uh, đây là các cái nghiên cứu của uh, Grillo và Mathison là những cái uh, chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Thì những cái thống kê của họ uh, là chủ yếu cho thấy rằng là cái um, squamous cell là ở cái lứa tuổi mà từ 40 trở lên thế còn cái adenositis uh, carcinoma hoặc là ấy, thì nó có thể uh, xuất hiện ở cái lứa tuổi trẻ hơn uh, và các cái kỹ thuật mà có thể áp dụng ở trong uh, cái phẫu thuật u khí quản nguyên phát thì là nó từ cắt thanh khí quản cho đến cắt khí quản hoặc là cắt uh, carina hoặc là cắt carina cộng với cắt phổi uh, về cái u khí quản thứ phát thì cái phổ biến nhất vẫn là cái ung thư tuyến giáp là chiếm có thể chiếm từ 0,3 đến 7% những ung thư tuyến giáp có thể phát hiện được. Thế thì ở đây là có cái cái phân loại nó có chia làm bốn giai đoạn là thâm nhiễm và tuyến giáp. Ờ, trong đó là cái uh, giai đoạn uh, 3 là cái giai đoạn mà bắt đầu thâm nhiễm đến thanh mạc, còn giai đoạn 4 là à, niêm mạc và giai đoạn 4 là giai đoạn uh, là thâm nhiễm vào trong lòng niêm mạc. Thì ở cái giai đoạn này là có thể gây nên cái triệu chứng uh, gây khó thở cho bệnh nhân đây là các cái kỹ thuật cắt khí quản bị xâm lấn trong ung thư tuyến giáp là người ta có thể cắt đoạn ngang có thể cắt đoạn chéo và có thể cắt đoạn hình lưỡi lê và người ta khuyến cáo rằng là không bao giờ nên cắt một phần khí quản và sau đó dùng bất cứ một chất liệu nào vá lên mà bắt buộc là chúng ta phải cắt đoạn hoàn toàn để chúng ta kéo lên chúng ta nối lại Uh, về cái um, tổn thương sẹo hẹp sau mở khí quản hoặc sau đặt nội khí quản đây là cái uh, cái tổn thương mà hay gặp nhất thế thì về cơ chế của nó ấy, thì uh, uh, về cái vị trí của nó thì nó có thể có ba cái vị trí thứ nhất là cái vị trí uh, ở cái vị trí lỗ mở khí quản uh, stoma cái thứ hai là cái vị trí mà hay gặp nhất là vị trí ở cái cái cuff và cái vị trí thứ ba là vị trí ở cái đầu ống đầu ống thế thì về cái uh, cái cơ chế tổn thương ấy, thì uh, uh, về ngoại khoa thì nó, và về nói chung để mà phân loại cái cơ chế tổn thương của những cái tổn thương sau hẹp này thì nó có uh, cái tổn thương khu trú tức là ví dụ như là tổn thương uh, là nó hay gặp ở vị trí mở khí quản hoặc là vị trí luet ở đầu ống uh, do canula tức là vị, vị trí nó chỉ nó nó tổn thương nó không uh, chiếm toàn bộ cái chu vi của của khí quản mà nó chỉ khu trú ở thành trước thường là ở thành trước của khí quản ờ, đây là những cái 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 tổn thương ở stoma hoặc là cái vị trí mà đầu đầu cái canula thì những cái vị trí những cái tổn thương như thế này thì đốt đơn thuần cũng có thể giải quyết được nhưng cái tổn thương mà hay gặp nhất đó là cái tổn thương toàn chu vi và toàn bộ thành khí quản thì là cái sẹo hẹp sau thiếu máu do cướp thì cái phẫu thuật cắt và tái tạo khí quản là cái phương án tối ưu cho tổn thương này so với những cái 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 phẫu thuật mà chỉ nhằm mở rộng đơn thuần trong lòng phí quản ví dụ như cắt bằng laser hoặc điện đông ờ, đây là tôi chưa nói là nếu nếu như không có stent thì cái những cái cái kỹ thuật đó là chắc chắn 100% là thất bại đây là cái hình ảnh ờ, phẫu thuật khi mà uh, chúng ta nhìn thấy trên cái phẫu thuật ấy, thì chúng ta thấy cái hình ảnh là của cái, cái 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 tổn thương đại thể của nó nhìn thấy rất rõ tức là nó, cái tính chất xuyên thành của nó là gì? Nó tổn thương nó làm co kéo nó nó thu nhỏ cái cả cái cái đường kính trong và đường kính ngoài của khí quản. À, và nó 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 làm rúm lại cái cái thành khí quản giống như là phó sư sáp giáp lúc nãy đã nói ấy, tức là nó thay đổi toàn bộ cái cấu trúc của 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 khí quản. À, về chẩn đoán tất cả những cái tổn thương um, của khí quản nói chung thì um, cái chụp cắt lớp vi tính ấy, thì là rất là quan trọng là để nó đánh giá cái uh, mức độ cái vị trí cái ranh giới cái độ dài của của tổn thương và cái vị trí tương đối nó đối với các cái tạng khác đặc biệt là với dây thanh với carina và đánh giá cái sự xâm lấn tại chỗ của các tổn thương ác tính và cái thứ hai uh, hết sức cần thiết đó là cái soi phế quản bằng ống mềm là cần phải làm đối với mọi bệnh nhân hẹp khí quản để đánh giá cái chức năng dây thanh cũng như là cái xác định cái vị trí đầu trên của tổn thương để có một cái 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 chiến lược cho cái phẫu thuật nó phù hợp và uh, tốt nhất là cái cái soi phế quản này được nên tiến hành trong phòng mổ có thể cho phép nong uh, cái uh, tổn thương qua soi ống cứng và chúng ta không nên cố đưa ống soi qua vị trí hẹp vì có thể gây kích thích mà gây suy hấp uh, để đánh giá kết quả thì nó có uh, uh, thực ra là bốn mức thứ nhất là rất tốt tức là về cả về chức năng hình thái khí quản hoàn toàn bình thường trên lâm sàng CT và soi phế quản à, thứ hai là tốt tức là khi mà chức năng bệnh nhân hoàn toàn bình thường thậm chí có thể đáp ứng được cả với những cái cái hoạt động gắng sức hoạt động thể lực gắng sức tuy nhiên là ở trên về giải phẫu thì có hẹp nhẹ có thể phát hiện được được trên CT hoặc nội soi à, về cái kết kết quả thứ ba là kết quả thỏa đáng tức là người ta gọi là phe thì bệnh nhân về mặt lâm sàng là bệnh nhân hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả những cái hoạt động thể lực bình thường tuy nhiên là bệnh nhân có khó thở khi gắng sức thế và còn thất bại thì đương nhiên là chúng ta thất bại về mặt uh, chức năng và thất bại về mặt giải phẫu có nghĩa là gì cái tổn thương nó vẫn hẹp và bệnh nhân vẫn vẫn suy hấp Để về kỹ thuật mổ thì về cái đường đường vào ấy, thì tuyệt đại đa số là những cái uh, đến Uh, một phần hai cái tổn thương uh, của của khí quản là có thể giải quyết được bằng đường cổ đơn thuần thì đấy là cái cái vị trí mà thường hay gặp nhất của cái 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 tổn thương do do cướp um, đặt ống nội khí quản uh, với những cái tổn thương mà nó thấp hơn thì chúng tôi có thể kết hợp cái đường mổ uh, cổ kết hợp với cái trẻ dọc bán phần xương ức uh, và hoặc là cái đường uh, trẻ dọc xương ức toàn bộ hoặc là một số những cái trường hợp mà tổn thương ở carina hoặc là tổn thương khí quản đoạn ngay trên carina hoặc là khí quản gốc chúng tôi đường, đường tiến hành cái đường mở ngực sau bên ở bên phải à, về um, một cái um, một cái aspect một cái mặt nỗi của phẫu thuật tức là cái vô cảm và đảm bảo thông khí ở trong trong phẫu thuật thì đây có nghĩa là chúng ta can thiệp trên đường thở cho nên là một trong những cái khó khăn và một trong những cái mà có thể nói là 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 là, là um, quyết định đến cái khả năng có thể tiến hành được cái phẫu thuật này đó là cái khả năng thông khí và đảm bảo oxy cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật thì nó có những cái kỹ thuật như là thông khí trực tiếp qua qua khí quản trong trường mổ như là ví dụ như đây như là uh, các đồng nghiệp nhìn thấy tức là đây là cái một cái cái, cái, cái um, đây là một cái bệnh nhân mà bị ung thư uh, khí quản uh, ung thư uh, tuyến giáp rất là lớn ăn vào chúng tôi uh, cắt toàn bộ khí quản sụn nhẫn và đây là cái cái đầu ngoại vi của khí quản đây là phía 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 đầu đây là phía phía dưới thì đây là cái đầu phế quản ngoại vi chúng tôi đặt cái ống uh, uh, nội khí quản trực tiếp qua cái khí quản này và uh, trong cái quá trình mà tiến hành phẫu tích hoặc là khâu nối thì rất là thuận lợi và cái này một cái ưu thế của nó là gì về mặt thời gian là hoàn toàn thoải mái chúng ta Uh, có thể bao lâu cũng được và hoàn toàn là rất là là, là an toàn và 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 yên tâm okay, một um, cái kỹ thuật thứ hai là là cái thông khí chọn lọc phế quản gốc trái trong trường mổ đây là đây là những cái trường hợp mà uh, để mà áp dụng cho uh, những cái tổn thương ở trên carina hoặc là tạo hình uh, cắt cắt nối khí quản ngay sát carina hoặc là thậm chí tạo hình uh, carina tức là đây là chúng tôi đi vào qua cái đường ngực uh, bên phải Thế thì là cái đây là cái phổi, phía này là cái phổi bên phải là hoàn toàn xẹp. Cái phế quản chúng tôi thông khí, đưa cái ống nội khí quản qua cái 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 cái, cái chỗ vị trí carina và đưa sang cái phế quản bên trái và chúng ta can thiệp vào khi nếu chúng ta cần phải tái tạo cái cái cái, cái carina thì chúng ta hoàn toàn qua cái chỗ này phẫu tích ra phía mặt sau trung thất sau là với tới được cái phế quản gốc bên trái. và gần đây Um, trong 10 cái bệnh nhân sau cùng chúng tôi mổ khoảng độ 4 tháng trở lại đây ấy. chúng tôi áp dụng một cái kỹ thuật gây mê mới đó là uh, thông khí trực tiếp bằng cái dòng khí lưu lượng cao tức là bằng là là high flow tức là hoàn toàn không có đặt ống nội khí quản và uh, cái cái luồng khí nó đi trực tiếp qua từ cái đầu trung tâm uh, qua cái mask thanh quản và 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 đi xuống dưới cái đầu ngoại vi uh, và trong cái quá trình phẫu tích cũng như là trong quá trình khâu nối là cái 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 đầu ngoại vi là nó hoàn toàn là tự do và tiến hành cái thủ thuật hết sức là 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 dễ dàng và thuận lợi thì đây là cái cái một cái kỹ thuật mới mà chúng tôi đang áp dụng ờ, một số cái vấn đề cần lưu ý ấy, thì <laughs> thứ nhất ấy, là như tôi đã nói ngay từ đầu ấy, là cái khí quản nó không có vật liệu thay thế cho nên cái chiều dài cái giới hạn chiều dài khí quản có thể cắt đấy là cái cái giới hạn của phẫu thuật. À, về lý thuyết thì tối đa chúng ta có thể cắt tới 50% chiều dài khí quản và cái cái khí quản nó dài từ 8 cho đến 12 phân cho nên về mặt lý thuyết là chúng ta có thể cắt từ 8 từ 4 cho đến 6 cm. Có nghĩa là ví dụ như khoảng một cái tổn thương um, khoảng 3,5 cm là hoàn toàn cắt là hoàn toàn là 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 là, là yên tâm. Uh, với um, một cái 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 lực căng trên cái miệng nối không quá lớn. Tức là với cái 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 um, chiều dài cái, cái cái cắt trên 50% chiều dài khí quản ấy, thì người ta tính được là cái độ căng trên miệng nối là khoảng độ uh, từ 1500 đến 700 g, đây là cái cái giới hạn tương đối nguy hiểm. Nó có thể gây nên uh, hẹp cái miệng nối hoặc là là sút cái miệng nối và ở những cái những cái trường hợp mà cắt khí quản dài ấy, thì chúng tôi có những cái cái biện pháp để mà hạ thanh quản hoặc là giải phóng rốn phổi ví dụ như là những cái thủ thuật để uh, đô hoặc Montgomery chúng ta có thể cắt cái uh, <laughs> cắt xương móng cắt cơ uh, giáp móng và hạ cái cái, cái 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 thanh môn có thể xuống được đến uh, 3 phân với cái với cái 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 kỹ thuật để đô hoặc Montgomery có thể hạ 3 phân. Thế và ngoài ra với những cái trường hợp mà cắt uh, carina hoặc là cắt uh, khí quản đoạn thấp thì uh, chúng tôi tiến hành là giải phóng cái rốn phổi, tức là cắt uh, giải phóng cái 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 màng tim vòng xung quanh các cái tĩnh mạch phổi phía dưới thì như thế là nó kéo toàn bộ cái rốn phổi nó đi lên trên. thì với cái thủ thuật đó nó cũng có thể uh, làm cho chúng ta uh, thêm được khoảng độ 2 cm nữa cái thứ hai là những cái vị trí tổn thương uh, mà tương đối khó khăn đó là cái tổn thương vùng sụn nhẫn và dưới thanh môn đây là những cái tổn thương ở cái vị trí này là, là hết sức khó khăn mà cái chỗ uh, vị trí này là phó sư giáp như phó sư hồi cũng biết những cái vị trí này là cái vị trí mà hết sức khó nong hoặc đặt sten là cũng, cũng vô cùng khó khăn thế thì với những cái tổn thương này ở trên những cái bệnh nhân mà sẹo hẹp ấy, thì chúng tôi uh, tiến hành là um, chúng tôi vẫn giữ cái sụn nhẫn ở bên ngoài và chúng tôi uh, gọt mỏng cái 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 thành cái cái niêm mạc quá phát ở bên trong đi và uh, và tiến hành đốt và sau đó là là khâu và sau đó là dùng corticoid liều cao thì uh, cái kết quả cũng tương đối thỏa đáng. Còn với những cái tổn thương mà ác tính do ung thư uh, ung thư tuyến giáp thường đa số gặp là ung thư tuyến giáp xâm lấn vào thì chúng tôi bắt buộc phải cắt cả sụn nhẫn thì trong trường hợp đó thì phải phải lưu ý nếu như nếu có cắt thì chỉ được phép cắt một bên thôi mà cũng rất may là thường là cái tổn thương nó nó cái ung thư tuyến giáp nó từ một bên bởi vì nếu chúng ta cắt cả hai bên chúng ta sẽ liệt liệt dây thanh âm cả hai bên mà tư thế khép thì bệnh nhân sẽ 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 không thể thở được thế thì cái đây là cái vị trí mà mà hết sức là khó khăn cái thứ ba trong cái tình huống mà khó khăn thứ ba đấy là những cái tổn thương mà sau tia xạ bệnh nhân bị ung thư và đã chạy rồi đã đã xạ trị ngoài thế thì đây là những cái trường hợp cực kỳ hiếm và uh, cái nguy cơ của cái thiếu máu miệng nối là vô cùng cao và cái những uh, cái này ở trên thế giới cũng gặp rất ít Và chúng tôi cũng đã giải quyết được một vài cái trường hợp Thế thì uh, về cái đây là cái kết quả điều trị thì để cho thấy rằng là cái cái phẫu thuật cắt triệt để cái tổn thương ác tính của uh, của cái ung thư khí quản là rất là tốt so với um, với những cái, cái 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 điều trị mà không không phẫu thuật uh, với những cái tổn thương mà uh, adenocystic carcinoma ấy, thì cái uh, tỷ lệ sống sau 5 năm uh, với những cái cái phẫu thuật mà phẫu thuật là 64% so với không cắt là 44% và sau 10 năm thì nó uh, tốt hơn hẳn. Cũng tương tự đối với uh, cái ung thư tế bào vẩy. mặc dù là ung thư tế bào vẩy thì tiên lượng nói chung là là tốt uh, tệ hơn nhưng mà cái trường hợp những bệnh nhân mà được phẫu thuật thì cũng tốt hơn hẳn những bệnh nhân mà không được điều trị phẫu thuật. Uh, <laughs> về cái ung thư tuyến giáp xâm lấn khí quản thì cái uh, kết quả xa cũng rất là tốt uh, với cái tỷ lệ sống sau 5 và 10 năm với nhân cắt triệt để ở trên một cái series uh, tương đối lớn thì là 78% và tỷ lệ sống sau 5 năm uh, năm và 10 năm thì cũng rất là là tốt. Uh, về cái um, cái tổn thương sẹo hẹp khí quản là cái tổn thương có thể nói là đơn giản nhất nhưng hay gặp nhất thì cái phẫu thuật cắt lôi khí quản uh, cho thấy rằng là một cái phẫu thuật mà có kết quả trước mắt cũng như lâu dài uh, hết sức tốt và 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 cái 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 kết quả chung là cái tỷ lệ thành công của nó hết sức cao với cái cái tỷ lệ thành nói chung của các tác giả trên thế giới là từ 92 đến 95 phần trăm và có thể nói rằng là là cái phẫu thuật này cái 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 tỷ lệ mà phải tái can thiệp rất là thấp thì đây cũng là một trong những cái cái ưu thế mà cho thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà Uh, thể trạng cho phép uh, và tất nhiên là 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 cái nguyện vọng của bệnh nhân người ta không 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 quá lo lắng về cái bởi vì trước đây thì nó không có sự lựa chọn khác còn bây giờ có cái cái những cái tiến bộ của nội soi can thiệp thì nội soi can thiệp cũng là một cái cách lựa chọn cũng là một cái lựa chọn nhưng uh, tôi muốn cho các đồng nghiệp nội khoa một cái một cái cách nhìn khác về phẫu thuật tức là đây nó không phải một phẫu thuật quá khó khăn và quá lớn. Chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được thường quy, dễ dàng và bệnh nhân có thể ra viện uh, hiện tại ở chỗ chúng tôi bệnh nhân ra viện sau khoảng độ 5 khoảng 5 ngày. rút dẫn lưu một cái là bệnh nhân ra viện ngay. Tức là một cái thủ thuật nhẹ nhàng, cái diễn biến ở chỗ chúng tôi hầu như không khác biệt so với bệnh nhân cắt tuyến giáp. nói thật sự là như vậy. Uh, về đây là cái cái Uh, một số cái số liệu ở uh, uh, về phẫu thuật mà mà khí phế quản uh, ở bệnh viện trung ương quân đội 108 chúng tôi thì cái um, cái mặt bệnh uh, tổn thương hẹp sau đặt ống nội khí quản hoặc là, hoặc là hẹp sau mở khí quản vẫn là chiếm cái tỷ lệ cao nhất uh, trong các cái ung thư uh, tổn thương ác tính của khí quản thì cái uh, ung thư tuyến giáp cũng là chiếm tỷ lệ cao nhất cũng uh, tương đồng với các cái tác giả trên thế giới thôi Và ngoài ra chúng tôi còn mổ một số những cái bệnh lý ví dụ như hẹp do lao ở những hai hai cái tổn thương trên carina uh, và những cái trường hợp một số bệnh nhân uh, chấn thương và uh, tổng số bệnh nhân khí quản lành tính nói là 68 trên 92 trường hợp và tổng số bệnh nhân khí quản ác tính là 24 trên 92% trường hợp. Thế thì về đường mổ thì chúng tôi uh, tiến hành cái đường mổ trên đường cổ trước là tuyệt đại đa số bệnh nhân cái này là nó cũng bởi vì là cái vị trí tổn thương chúng ta cũng là hay gặp nhất là ở vị trí 1/2 trên của khí quản Um, đường mổ cổ trước kết hợp với mở sức bán phần chúng tôi tiến hành ở trên năm uh, trường hợp là những cái trường hợp mà ung thư nó tương đối thấp và um, một số trường hợp chấn thương uh, đường uh, mở ngực sau bên bên phải chúng tôi tiến hành ở trên những cái um, một một số trường hợp là cái tổn thương sát carina trên những bệnh nhân mà u hoặc là hẹp uh, hẹp khí quản sát carina một trường hợp thì là là tạo hình carina trên một cái bệnh nhân là uh, cắt cái thủy trên phổi nhưng mà lại có cái tổn thương thiểu sản của cái phế quản đoạn đầu của phế quản gốc bên phải. Chúng tôi cắt thủy trên phổi phải và kéo về trung gian lên nối vào carina, chúng tôi đi trên đường ngực sau bên bên phải. Thế về cái kỹ thuật vô cảm và thông khí thì um, thì chúng tôi áp dụng uh, cái kỹ thuật gây mê nội khí quản thông khí trên chỗ hẹp hoặc qua JOBE uh, kết hợp với thông khí ngắt quãng qua trường mổ là 83 uh, trường hợp và cái gây mê mặt nạ thanh quản kết hợp với dòng khí lưu lượng cao high flow không đặt ống nội khí quản hầu như là tất cả những các nối khí quản hiện tại của chúng tôi là chúng tôi áp dụng kỹ thuật này ngoài ra ấy, thì cũng 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 phải nói thêm nữa ở bởi vì ở đây chúng tôi chưa áp dụng tuy nhiên là cũng không phải là chúng tôi bởi vì chúng tôi chưa gặp những tổn thương như vậy thôi tức là Ờ, để mà đảm bảo cái thông khí ở, ở trong quá trình phẫu thuật thì nó còn cái kỹ thuật nữa đó là dùng tuần hoàn ngoài cơ thể hoặc là ECMO tức là dùng trong những cái trường hợp mà hết sức cấp cứu mà không thể đặt được nội khí quản chúng ta phải đặt ECMO đùi đùi ờ, hoặc là những cái tổn thương mà ở ở ở Carina hết sức phức tạp thì Um, một số tác giả và hiện bởi vì hiện tại thì cái ECMO nó cũng rất là là, là phổ biến và cũng cũng uh, sử dụng um, ở những bệnh viện lớn như chỗ chúng tôi thì sử dụng tương đối thành thạo rồi. Thì thử ra nếu như một số những cái trường hợp mà uh, cấp cứu hoặc là những tổn thương phức tạp ở Carina thì ECMO cũng là một cái 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 giải pháp um, uh, cho cái gây mê thông khí đảm bảo cái oxygen cho bệnh nhân trong trong mổ về các cái kỹ thuật ngoại khoa ấy, thì cắt nối tận tận thì áp dụng trong 87 trên 92 phần trăm trường hợp và trên 5 cái trường hợp mà bệnh nhân chấn thương ấy, thì chúng tôi khâu nối phục hồi trực tiếp mà không phải cắt nối không phải cắt đoạn và một trường hợp thì một cái tổn thương nó quá lớn nó quá rộng nó vỡ nát bét từ 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 từ, từ sụn nhẫn vỡ cả mặt trước sụn giáp vỡ sụn nhẫn và xuống khoảng độ 4 cm đầu tiên của 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 khí quản nữa thì cái trường hợp đấy thì chúng tôi khâu phục hồi cái khí quản tức là nó nó, nó vỡ có mảnh rời luôn ấy thì chúng tôi khâu phục hồi uh, phục hồi uh, sụn giáp sụn nhẫn và phục hồi các cái sụn của thành trước khí quản và đồng thời cái <laughs> là đặt cái cái cái, cái canulin uh, qua cái, cái 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 chỗ đoạn cuối của cái chỗ mở vậy vì cái tổn thương khuyết hổng quá lớn thì cái trường hợp này cái kết quả cũng cũng rất là tốt Đấy. thế thì nó cho thấy một điều là, là là gì thực tế mà nói trước đây cái quan niệm chúng ta nghĩ rằng là cái um, tưới máu của khí quản là nghèo nàn và khí quản khó liền nhưng thực chất khí quản nó rất dễ liền trên thực tế trên thực tế lâm sàng hiện tại chúng ta thấy và cũng như là chúng ta chúng ta thấy một cái thực tế rất rõ là gì chúng ta mở khí quản ra ta rút cái ca ra chỉ mấy ngày sau là nó liền tịt lại thì thực thực tế cái khí quản nó là một cái cái tạng rất là dễ liền ờ, cắt sụn nhẫn khí quản chúng tôi tiến hành trên um, 6 bệnh nhân có hai bệnh nhân uh, ca tuyến giáp và uh, và bốn bệnh nhân uh, có cái sẹo hẹp ở cắt khí quản ngực sát carina là bốn trường hợp và đặc biệt là có hai bệnh nhân có ca giáp khi di uh, căn khí quản đã được xạ trị ngoài một bệnh nhân thì xạ trị ở viện ca từ trước đấy rất lâu rồi. Thế thì sau đó là 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 cái lúc mà bệnh nhân xạ trị thì trước đó phải phải hàng chục năm mà xạ trị ngoài. Tôi không hiểu tại sao trường hợp đấy lại xạ trị ngoài với ung thư tuyến giáp. Thế xong sau đó là hàng chục năm sau bệnh nhân mới tái phát cái 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 cái, cái ung thư tuyến giáp và nó xâm lấn vào trong lòng khí quản gây khó thở đến với chúng tôi. Còn bệnh nhân thứ hai là là lại xạ trị ở Singapore. Tức là cái trường hợp đấy là cái ung thư tuyến giáp nó đã xâm lấn trong lòng khí quản rồi, khó thở rồi. Mà không hiểu sao ở Singapore người ta lại không mổ mà người ta lại cho xạ trị ngoài. Thế là về bệnh nhân vẫn khó thở y như cũ và và cái cái vùng cổ trước của bệnh nhân là nó như thành như cái mo cau và và nó khô đét lại. Cái trường hợp đấy là hai trường hợp hết sức khó khăn. Thế thì chúng tôi đã áp dụng cái kỹ thuật cắt nối khí quản kết hợp với dùng cái vạt mạc nối lớn, vạt có cuống của mặt nối lớn kéo lên để phủ che phủ cái miệng nối khí quản và tăng cường dinh dưỡng cho miệng nối thì uh, cả hai bệnh nhân này thì kết quả về mặt phẫu thuật đều phải nói là có thể nói là thành công bởi vì một cái bệnh nhân bệnh nhân mà đầu tiên ấy thì phải sống sau đến 10 năm vẫn sống. Thế còn bệnh nhân thứ hai là cái bệnh nhân mà ở Singapore về thì sau 2 năm thì bệnh nhân mất vì di căn ung thư. Nhưng cái khí quản của bệnh nhân hoàn toàn là là tốt. Ờ, về cái chiều dài khi đoạn khí quản cắt bỏ chúng tôi ấy, thì trung bình là 2,5cm ờ, Trong đó cái, cái đoạn mà dài nhất là 4cm ở những trường hợp mà ung thư Và cái thời gian ngưng thông khí tạm thời của chúng tôi thì cũng rất là nhanh Cái cái, cái ngưng thông khí là khi chúng tôi rút ra chúng tôi, tôi làm cái miệng nối ở phía sau ờ, Các cái kỹ thuật hỗ trợ để mà di động khí quản thì tiến hành cắt xương móng và màng giáp móng trên là đề đô và Montgomery là ba trường hợp và kết dây chẳng tam giác và giải phóng rốn phổi là bốn trường hợp. về kết quả thì tử vong chu phẫu chúng tôi có hai trường hợp. Đó là một trường hợp là do chấn thương. Chấn thương này đã là đã được tuyến trước mổ rồi không phải mổ vào khí quản mà là mổ không rõ là giải quyết cái cái mình mình nhanh mình nhanh một chút bởi vì hết giờ cái đâu. Vâng. Thế và đặc biệt là cái chúng tôi đa số bệnh nhân của tôi là rút nội khí trên bàn và cái kết quả về mặt cơ năng là rất là tốt. Thì cái tử vong là có một vị trường hợp là do do nó vỡ thứ phát của cái động mạch thân cánh tay đầu và trường hợp thứ hai là do nhiễm trùng và cái trường hợp đấy là bị hẹp mổ lại sau đó nhiễm trùng nó bục miệng nối chết. <laughs> Tổn thương dây hồi quy mới sau mổ chúng tôi không gặp trường hợp nào. Uh, về biến chứng thì uh, có một trường hợp là như tôi vừa nói là một trường hợp bục miệng nối một trường hợp chảy máu thân cánh tay đầu và cái hẹp miệng nối do quá phát tổ chức hạt tại miệng nối là gặp năm trường hợp và trong đó thì có uh, ba trường hợp là ở cái vị trí uh, sát sụn nhẫn là cái vị trí vị trí ở giữa hạ thanh môn uh, và chúng tôi bốn trường hợp chúng tôi phải mổ lại và một trường hợp thì là gần đây thì là uh, chỗ nội khoa chúng tôi đã động viên các anh ấy mãi và các anh ấy đã đốt thì kết quả rất là tốt đây là một số những cái hình ảnh, đây là cái trường hợp mà tổn thương ca giáp mà xâm lấn khí quản. Chúng tôi đã phải cắt cắt cả cái tổn thương và cái khí quản thành một block cắt Đây là trường hợp mà những cái, cái, tổn thương uh, uh, hẹp nội khí quản mà sau mở khí quản bệnh nhân này phải giữ phải đặt giữ canin. Đây là một cái trường hợp mà u khí quản trường hợp này cũng rất lâu rồi trường hợp này có lẽ là giáo sư hồi vẫn còn nhớ trường hợp đây là một trong những trường hợp đầu tiên tôi xuống lấy bệnh nhân từ bạch mai lên nhân trần văn dương ca u khí quản ở trên carina đây là cái hình ảnh sau mổ đây là cái khí quản trước mổ đây là khí quản sau mổ à, đây là cái trường hợp mà U sư sau chạy tia mà tôi tôi vừa nói đây là cái trường hợp mà bệnh nhân um, bùi thị thân tức là cái trường hợp mà xạ xạ trị ở, ở việt nam Và sau đó nó tái phát lại nó thành cái khối u ở trong lòng phát triển trong lòng khí quản. Chúng tôi uh, lấy cái 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 mạc nối lớn đi luồn sau xương ức kéo lên che phủ và sau đó thì cái kết quả nó rất là tốt. Uh, đây là những trường hợp mà uh, có lẽ là phó sư giáp cũng nhận ra bác uh, Nguyễn Trần Bạt tức là mổ xong một cái là chúng tôi rút nội quản ngay trên bàn nên nói được ngay. Và đây là cái hình ảnh uh, của cái CT khí quản sau mổ hoàn toàn là tốt. Đây là cái trường hợp mà tôi vừa nói tức là cái một cái hẹp mà hẹp ở, ở tại miệng nối. Thế và sau đó là đã được đốt. thì cái những trường hợp này thì, thì theo tôi thì lại cái cái chỉ định đốt là rất tốt tại vì là cái 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 thành của cái cái khí quản nó rất là vững rồi. thì mình hoàn toàn có thể đốt mình xử lý những cái tổn thương mặt trong thì thì rất là 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 tốt. Như để kết luận ấy, thì <laughs> uh, hẹp khí quản sau đặt nội khí quản là chỉ định thường gặp nhất và Uh, các cái um, um, các cái phương pháp um, um, đây là với cái nhận định của tôi và 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 trong cái y văn của ngoại khoa thì các cái phương pháp điều trị không phẫu thuật như nong uh, thậm chí các cái um, điều trị corticoid, đốt lạnh hoặc laser kết hợp với đặt stent lâu dài của vĩnh Viễn chỉ có hiệu quả trên một số bệnh nhân được chỉ định rất hạn chế do tính chất tổn thương xuyên thành trên toàn chu vi của tổn thương. Uh, Cắt đoạn khí quản hiện nay vẫn là phương pháp điều trị triệt để được lựa chọn hàng đầu cho tổn thương hẹp sau đặt nội khí quản cũng như trên một số bệnh lý uh, khí quản khác. Và kết quả thành công của các nội khí quản nói chung là từ 92-95% tỷ lệ hẹp lại miệng nối với sẹo hẹp khí quản là rất thấp. Việc xử lý sẹo hẹp miệng nối bằng các kỹ thuật can thiệp là hiệu quả và khả thi. Uh, xin chân thành cảm ơn.